tiên tri Judy Havely mới nhất, một nhà lãnh đạo bị ám sát. Tại Mỹ, nhà ngoại cảm Judy Havely được rất nhiều người biết đến bởi những lời tiên tri vô cùng chuẩn xác của bà. Với năm 2024, bà đã đưa ra dự đoán rằng tình hình ở nước Mỹ sẽ không được mấy tốt đẹp. Bên cạnh đó, bà cũng đề cập rất nhiều về những sự thay đổi của những người bạn láng giềng của đất nước này. Từ nhỏ, bà Judy Havely đã theo cha làm nghề mai táng ở châu Phi. Do công việc tiếp xúc với nhiều linh hồn người đã khuất cộng thêm tài năng đặc biệt của mình, nên bà Judy có khả năng nhìn thấy trước tương lai của rất nhiều người xung quanh bà. Ban đầu, Judy không hiểu rõ về khả năng này cho đến khi nhập ngũ vào năm 35 tuổi. Thông qua khả năng nhìn thấy tương lai, bà thấy được đồng đội bị kẻ địch tiêu diệt. Và khi sự việc này thực sự xảy ra, bà Judy đã nhận ra được sức mạnh của mình. Theo thời gian, sau khi xuất ngũ, bà đã trở thành một nhà tiên tri ngoại cảm và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Trong những lời tiên tri trước đó của bà đã khiến mọi người vô cùng kinh ngạc khi bà dự đoán thành công việc tiên tri về sự qua đời của nữ hoàng Anh, cuộc xung đột của châu Âu và các nước Trung Đông cùng các sự kiện lớn khác. Ngoài ra, những lời tiên đoán về các hoạt động hàng ngày như sức khỏe, y tế, khoa học, kỹ thuật cũng đều ứng nghiệm. Vào những ngày cuối của mỗi năm, bà sẽ thường đưa ra những lời tiên tri về vận mệnh thế giới. Cũng như vậy, vào ngày 13 tháng 12 năm 2023, bà đã đưa ra những vấn đề liên quan đến toàn bộ nhân loại từ những việc được coi là chấn động nhất. Lời tiên tri đầu tiên bà dành cho chính đất nước của mình. Về tình hình của Hoa Kỳ, bà Judy cho biết, khủng hoảng vào đầu năm 2024 do vấn đề kinh tế tại châu Âu dẫn đến sự giảm sút trong tỷ lệ cuộc thăm dò ủng hộ ông Biden. Tuy nhiên, tình hình này sẽ thay đổi vào giữa năm nay. Đồng thời, bà còn thấy được khả năng cạnh tranh giữa Trump và Biden. Nhưng do tình hình kinh tế tội phạm và sự chia rẽ chính trị nghiêm trọng tại Mỹ, những cử tri có thể sẽ chọn một người lãnh đạo mới để dẫn dắt quốc gia này. Cùng với đó, bà cũng dự đoán rằng sức khỏe của Biden và Trump sẽ gặp vấn đề. Nhưng họ vẫn ra sức chiến đấu giành chiến thắng cho chiếc ghế tổng thống của mình. Trong cuộc bầu cử, Đảng Dân Chủ định mở cửa cho người nhập cư bất hợp pháp để có được quyền công dân nhằm thu hút thêm phiếu bầu, trong khi Đảng Cộng Hòa có thể mất một số phiếu do dự luật cấm phá thai. Ngoài ra, bà Judy cũng đề cập rằng, trong thời điểm bầu cử lớn tại Hoa Kỳ, các quốc gia châu Âu và một số quốc gia khác sẽ có thể có những cuộc can thiệp điện tử mới vào Mỹ. Ngoài dự đoán về chính trị, Judy Havely cũng đề cập đến vấn đề năng lượng điện của Mỹ vào năm 2024 là rất nghiêm trọng. Các khu vực ven biển phía đông sẽ phải đối mặt với tình trạng mất điện trên diện rộng và do nhiều vụ xả súng tại New York, Chicago, Washington và các nơi khác. Từ đó, Quốc hội Mỹ sẽ đẩy mạnh việc thắt chặt an ninh vũ khí tại quốc gia, nhưng việc này sẽ cần mất một khoảng thời gian rất lâu. Do số lượng người vô gia cư tăng đáng kể tại Los Angeles, những người này sẽ biến thành băng nhóm tội phạm tấn công vào các khu trung tâm mua sắm và cửa hàng tiện lợi để thực hiện hành vi cướp phá, mua hàng không giá. Chính vì điều này, nhiều cửa hàng, thương hiệu sẽ phải đóng cửa vì không thể đảm bảo trật tự, an toàn cho con người, cũng như các sản phẩm của mình. Những hình ảnh người vô gia cư sẽ xuất hiện tràn lan trên đất nước này. Không chỉ vậy, Mỹ sẽ còn phải đối mặt với những vụ tấn công xung đột, đặc biệt là tại các sự kiện thể thao nổi tiếng hoặc sân bay. New York, Washington, Paris, London và Canada cũng sẽ chịu các vụ tấn công xung đột nhằm vào người Mỹ. Bên cạnh những tiên đoán không mấy tốt đẹp đó, bà Julie cũng đưa ra những dự đoán tươi sáng hơn cho Mỹ. Việc xuất hiện các thành phố không cần xe hơi sẽ được diễn ra trong năm nay, góp phần cải thiện môi trường sinh thái. Vậy sau Mỹ, bà Judy còn đưa ra những dự đoán gì cho thế giới đối với năm 2024? Bà Judy đã dự đoán rằng một trận động đất sẽ xảy ra tại vành đai Thái Bình Dương vào năm 2024. Điều kỳ lạ là lời dự đoán đã ứng nghiệm ngay tại ngày đầu của năm mới. Theo đó, thảm họa động đất tại Nhật Bản đã xảy ra trong ngày 1 tháng 1 năm 2024, khiến nhiều người nghĩ ngay về một trong những dự đoán của bà Judy. Không dừng lại ở đó, bà còn nói rằng trong năm 2024, thảm họa thiên nhiên sẽ gia tăng và liên tiếp xảy ra. Nhà tiên tri cho rằng số lượng các cơn bão lũ, hỏa hoạn sẽ tăng nhanh chóng,
gây ra nhiều thiệt hại lớn về người, tài sản trong năm tới. Châu Âu sẽ khan hiếm thực phẩm tươi sống. Tình hình cạnh tranh châu Âu và hạn hán sẽ gây ra khan hiếm lương thực, giá lương thực sẽ tăng cao. Một hãng hàng không có thể sẽ bị không tặc. Một cuộc nội chiến nổ ra ở Haiti, tàu du lịch châu Âu bốc cháy. Mức độ bất ổn dân sự gia tăng ở Pháp. Thế giới sẽ có thể đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế quy mô lớn chưa từng có. Và thậm chí, các quốc gia phát triển cũng sẽ trải qua thăng trầm. Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch chính xác sẽ giúp các quốc gia này tránh được suy thoái kinh tế. Ví dụ như, vấn đề xây dựng quá mức bất động sản tại Trung Quốc đã được khắc phục nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế tốt. Theo dự đoán của bà Judy, Trung Quốc vẫn là điểm nóng đầu tư, khiến cho các nhà đầu tư từ nước ngoài cảm thấy tin tưởng vào quốc gia này hơn. Ngoài ra, bà Judy cũng nhấn mạnh rằng, ngành bán lẻ tại Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng trong công nghiệp thời trang và các doanh nghiệp nước ngoài sẽ hưởng lợi từ điều đó. Lạm phát gia tăng và thắt chặt chính sách sẽ tạo nên áp lực rất lớn đè nặng lên đồng yên. Nhật Bản muốn thông qua lạm phát để tránh suy thoái, nhưng xuất khẩu yếu sẽ gây thiệt hại. Cơ quan hàng không và vũ trụ Nhật Bản sẽ phóng vệ tinh bằng gỗ đầu tiên. Ngoài ra, Nhật Bản cũng đang trải qua biến đổi với sự phục hồi của ngành du lịch và xuất khẩu ô tô, dẫn đến sự tăng trưởng nhất định của nền kinh tế Nhật Bản. Đồng thời, các doanh nhân trẻ của Nhật Bản đang nỗ lực xây dựng một đất nước hiện đại hơn. Các nền kinh tế của các quốc gia vùng vịnh và Ả Rập, Saudi vẫn mạnh. Tới năm 2024, Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia có dân số đông nhất thế giới. Nền kinh tế sẽ thể hiện tốt, vốn đầu tư trong nước mạnh. Cách mạng của Iran buộc chính quyền nước này phải thay đổi. Đây có thể là một mùa xuân Ả Rập khác. Indonesia sẽ không xuất khẩu khí tự nhiên sang Singapore. Singapore sẽ tự chế tạo xe thể thao và mở lại bảo tàng nghệ thuật. Mỹ và Philippines chế tạo tên lửa cho Biển Đông. Năm 2024, Nam Phi sẽ bầu tổng thống mới. Đảng Liên minh Quốc gia có khả năng thắng cử ở New Zealand. Điều đáng chú ý hơn, bà Judy đã liên tiếp đề cập dự đoán trong 2 năm về việc một nhà lãnh đạo sẽ bị ám sát. Nhà tiên tri nổi tiếng quan ngại trước nguy cơ châu Âu phải đối mặt với lực lượng xung đột tăng cường tấn công châu lục này. Không chỉ vậy, bà dự đoán một cường quốc sẽ tiến hành các cuộc thử nghiệm vũ khí sinh học và thực hiện tấn công trong năm tới. Cùng với đó, Tổng thống Nga Putin theo dự đoán của bà Judy cũng sẽ tái đắc cử vào năm 2024. Điều này sẽ khiến cho cuộc xung đột giữa các nước Trung Đông và châu Âu vẫn tiếp tục diễn ra ngoài ra. Còn với lĩnh vực công nghệ và giải trí, bà tiên đoán rằng lực lượng tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, hiện đại, nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng tối trọng như lưới điện hay nhà máy nước, đe dọa an ninh quốc gia. Những thông tin trong các website sẽ bị dò dỉ một cách nhanh chóng. Những bí mật an ninh quốc gia có thể bị tiết lộ thông qua những tên trộm mạng. Con người sẽ đạt được đột phá tích cực trong lĩnh vực y học, bao gồm tìm ra các phương pháp điều trị mới cho những bệnh nan y, bao gồm cả bệnh Alzheimer trong năm 2024. Bà vẫn tiếp tục đưa ra rất nhiều dự báo thiên tai ở Mỹ, chẳng hạn như California, Florida sẽ gặp bão lớn và thủy triều. Vận hạn này cũng sẽ xảy ra ở Indonesia và Ấn Độ, trong khi Los Angeles, San Francisco, Mexico, Alaska, Nhật Bản và New Zealand sẽ có động đất từ 5,8 độ trở lên. Những dự đoán về động đất của bà Judy được cho là có khả năng lớn sẽ xảy ra, bởi các khu vực này đều nằm trong vành đai địa chấn mỗi năm đều xảy ra động đất nhiều lần. Các tiểu vương quốc Ả Rập tập trung vào việc kết nối với các thực thể kinh tế lớn để phục vụ mục tiêu hàng đầu của mình là tăng trưởng kinh tế, sẽ xây dựng một khu nghỉ dưỡng và sòng bạc siêu cấp để cạnh tranh với thế giới, trở thành tâm điểm lớn cho giới nhà giàu. Sự phát triển của công nghệ in 3D ngày càng phát triển. Với sự đối phá này, những bệnh nhân bị suy tạng sẽ được tiếp cận với các phương pháp điều trị cứu sống mà trước đây không có sẵn hoặc cực kỳ tốn kém. Điều này có thể làm tăng đáng kể tuổi thọ và giảm gánh nặng bệnh tật chung trên toàn thế giới. Hãy tưởng tượng một thế giới nơi máy in 3D có thể tạo ra một lá gan hay trái tim hoàn toàn mới một cách nhanh gọn. Tương lai của việc cắt ghép nội tạng có thể đơn giản hơn bao giờ hết với các thao tác chọn một mẫu rồi nhấn vào in. Khi những bức tranh dường như sống động với những chuyển động tự do, khi những con thuyền như cá bơi dưới đáy biển, khi con người như những con chim sải cánh trên bầu trời,
thì thế giới sẽ đón nhận ánh bình minh. Người ta cho rằng đó là điểm báo cho sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra sự đột biến lớn, biến đổi nhiều lĩnh vực khác nhau và có thể mở ra những điều kỳ diệu về công nghệ. Thế giới sẽ chứng kiến sự trỗi dậy của một kỷ nguyên mới về đổi mới và tiến bộ công nghệ dựa trên AI. Khi những tiến bộ trong machine learning, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và robot biến đổi mọi khía cạnh của xã hội. Khi các hệ thống AI trở nên tinh vi và mạnh mẽ hơn, chúng sẽ tạo ra những đột phá lớn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, tài chính và giao thông vận tải. Chẩn đoán và điều trị y tế được hỗ trợ bởi AI sẽ cứu sống vô số người. Trong khi xe tự lái sẽ thay đổi cách mọi người đi lại, các thành phố thông minh sẽ trở nên hiệu quả và bền vững hơn. Trong khi các doanh nghiệp sẽ tận dụng AI để tối ưu hóa hoạt động và dẫn đầu đối thủ kỷ nguyên mới của toàn cầu. Tiến bộ công nghệ này phần lớn sẽ được thúc đẩy bởi ảnh hưởng ngày càng tăng của thế giới. Trung Quốc trên thế giới là một trong những nhà đầu tư hàng đầu vòng nghiên cứu và phát triển AI. Trung Quốc sẽ đi đầu trong kỷ nguyên mới này sẽ mang lại cả cơ hội và thách thức khi nước này khẳng định sự thống trị của mình trong nền kinh tế toàn cầu. Thời lượng phát sóng của chúng tôi đến đây kết thúc. Bạn nghĩ sao về những lời tiên tri của bà Julie? Hãy bình luận tại đây cho chúng tôi cùng biết. Đừng quên ấn like, share và đăng ký để nhận những thông tin mới nhất của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!